Em xin chào các bác nha, đã đến với video của em, kênh hàng Nhật Bản. Hôm nay em giới thiệu đến các bác là một cái máy làm bánh mì tự động của hãng Panasonic, mẫu VIP xịn sò, còn rất là mới đẹp, hàng dùng lướt của Nhật. Thì những mẫu này là hàng cho biếu tặng, hoặc là hàng là người ta đi định cư các bác, đã về nhà, người ta chưa kịp xài đến cho nên còn rất là đẹp. Thì hình thức nói chung là cái em này thì mới tầm 90 đến 95% nha, sản xuất vào năm 2012. Mẫu làm bánh mì tự động xài rất là ok, các bác trải nghiệm công nghệ làm bánh mì tự động đi, rất là tuyệt vời. Điện thì 100 công suất ngà, công suất 370W. Thì mình có xài hàng Nhật rồi, nồi cơm hay là bếp từ gì đó thì mình xài chung cũng rất là ok, mới cát luôn nha các bác. Em sẽ quay hết một vòng các bác xem. Thì mình mua hàng thì mình liên hệ qua số điện thoại trên màn hình nha, 0919407501. Thì đây là cái phần dấu dây điện nè các bác, thì mình xài thì mình lấy ra, đẩy công dây điện nó qua đây cho em. Đó, rồi mình đậy lại cho nó cộng dây nó qua đây nha. Rồi mình đậy lại, em ghim điện, em test cho các bác xem hết một vòng này, rất là đẹp, gọi là đẹp lắm nha. Mới thì hôm nay em vừa về luôn, cập bến từ Nhật về, hàng đấu giá nha, mới ken luôn, mới tinh đó, tầm 90 đến 95%. Đây rồi, đi vào nội thất cho em. Thì đây là cái phần như thế nào, cái phần mình để hạt, còn đây là phần để men. Thì mình làm bánh mì hoa cúc các bác, mình để hạt hướng dương, hạt nho để mình để đây, và mình để men đây. Còn cái khay bên trong đây đó là nó bao gồm là cái như thế nào, nó là có một cái khay để đựng nguyên liệu. Nguyên liệu ở đây gồm là sữa, đường, bột và nói chung là những cái vật liệu mà để mình nguyên liệu đó, để mình làm cái bánh mì đó. Thì rất là ok các bác, hình thức là còn mới chát mới tinh luôn. Thì như em nói đó, cái mẫu này em bán cho các bác cái giá là bao tốt luôn, thì hôm nay em cũng mua được cái giá gọi là tốt đó. Rồi ngoại thất xong hết rồi, nội thất ngoại thất thì ok. Cái phần cắm điện bây giờ mình cắm điện cho em nè, điện 100 và 110V nha, mình không xài được điện 120 và 220, lưu ý giúp em là như thế. Thì cái máy bánh mì này cũng dễ xài lắm các bác, thì mình cắm điện vào cho em đó, thì nó sẽ có là một hiển thị như thế này. Mình bấm vào nút đây là nút bắt đầu là để lên hoạt động đó. Thì mình nút này nút được gọi là menu để chỉnh chế độ. Thì hiện tại cái đang chế độ chớp này là nó là chế độ là làm bánh thông thường. Thì làm bánh thông thường là nó sẽ rơi vào 4 tiếng đồng hồ. Mình bấm thêm một cái nó qua đây là làm bánh nhanh. Làm bánh nhanh là 2 tiếng đồng hồ. Đó, và làm bánh mì 5 tiếng đồng hồ, làm bánh mì Pháp, bánh mì hoa mai, bánh mì cái gì đó. Cái máy này người ta có thể làm mochi đồ được, người ta đánh bột này kia rất là ok. Các bác mình làm bánh gì bỏ vào đây bánh cho nó đánh bột mình lấy ra đồ cũng rất là ok. Thì bây giờ thì nó là mục đích chính của nó là bánh mì, thì mình để cái đầu tiên cho em. Rồi mình chỉnh. Cái đây là cái nếu mà có phần thả hạt các bác thì nó sẽ rơi vào đây là có nhạc hay không nhạc. Đây là có nhạc nha. Còn đây là không nhạc, còn đây là có không nhạc. Cái nút này là chỉnh màu. Thì nếu các bác làm máy này thì các bác để nhiều đường thì các bác sẽ để màu nhạt, đây là màu nhạt. Và các bác để đường các bác để đường ít thì các bác để màu nhạt, còn bác để đường nhiều các bác để màu đậm. Thì nó có hai nè, nhạt và đậm. Thì cái nút này là cái nút hẹn giờ đó, nút này là nút giờ, nút phút. Thì nó cũng như nồi cơm lên các bác. Thì các bác nếu mà mình muốn làm bánh mì buổi tối để sáng mình có ăn thì mình hẹn giờ đúng buổi sáng có đó. Bấm vô hẹn đúng buổi sáng 7 giờ đó, 7 giờ đó bấm vô đó thì là 7 giờ đúng có nè. Em sẽ có video hướng dẫn cho các bác gọi là chi tiết đó. Nó sẽ đánh bột như thế này nè các bác thấy không đó, mình bỏ bột vào mình đánh thì nó rất là đều. Nói chung là máy thì làm sẽ có nguyên lý, người ta kỹ sư người ta thiết kế thì nó rất là ok. Thì em đã trình bày ngoại thất nội thất và em có cắm điện test cho các bác là đầy đủ. Thì mình mua hàng thì em sẽ có cái công thức để cho các bác làm bánh, và em có luôn cái video hướng dẫn chi tiết cho các bác sử dụng hẹn giờ này kia đầy đủ. Thì cái mẫu này hiện tại em bán cho các bác giá bao nhiêu đây, 2 triệu đồng, duy nhất 2 triệu đồng các bác sở hữu được một cái máy làm bánh mì Panasonic xịn sò, công nghệ làm bánh mì tự động rất là hay ho, tuyệt vời. Rồi 2 triệu đồng mua thì các bác cọc cho em là 300.000 đồng, chuyển khoản đủ em bao ship đó, bảo hành các bác là 6 tháng. Nhận hàng các bác được kiểm tra trước mặt bưu cục thì hàng như thế nào trên video thì các bác sẽ nhận hàng như thế đấy. Thì kết thúc video, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ. Chân thành cảm ơn các bác.